Nhiều lắm đó chị. Có một mé chỗ này thôi mà quá trời thấy không? Nhiều ở đây cho cô. Đang chịu khó chút nha. Em thấy phải giỏi nè.
Đây, xíu cho hết một nha con. Cái cục này nó có nguyên cái chùm lông ở trong này nè. Chị mở mở điện thoại giùm em với. Alo. Alo. Alo chị Thủy bên ngay chỗ sinh viên tầng 1 đúng không chị? Đúng rồi em. Chị chiều chị còn lịch trống không chị? Có chỗ em ạ. À. Mấy giờ em sang ha? Khoảng 2 giờ chị, 2 giờ em sang. Được em biết địa chỉ rồi đúng không? Dạ rồi. Ừ, em vậy. Tôi cũng xin Thủy nha. Dạ ok. Thank you. Mụn con toàn mụn khó à. Mụn cứng cứng mà làm sâu với đèn cứng lắm. Mụn phải cố gắng xíu nha. Đây cục này viêm rồi đây. Nhéo lên nha con. Cố lên. Rồi nhìn đây, nhìn đây cô. Cái này sắp xong cái chán này. Chắc đi ra lấy điện thoại ra canh gọi người ta gọi. Yeah. Đúng rồi.